Để đảm bảo thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 1246 ban hành năm 2021 về chiến lược kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030, thời gian qua, Cục Phòng chống HIV/AIDS đã triển khai nhiều giải pháp thực hiện, trong đó việc xây dựng mô hình tư vấn xét nghiệm cộng đồng là một trong những giải pháp mới mang lại nhiều hiệu quả. Sau 3 năm, mô hình đã được triển khai ở 28 tỉnh thành trên cả nước. Hưởng ứng chương trình này, hôm qua ngày 29 tháng 11, Bến Tre chính thức ra mắt website tự xét nghiệm.vn là tỉnh thứ 29 trong cả nước triển khai thực hiện mô hình. Tham gia lễ ra mắt website tự xét nghiệm.vn tại Bến Tre, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh, Phó Cục trưởng Cục phòng HIVS Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, từ khi triển khai đến nay, mô hình đã mang lại nhiều hiệu quả trong việc phát hiện sớm các trường hợp nhiễm HIV thuộc nhóm nguy cơ cao. Hiện mô hình tư vấn xét nghiệm này đã được triển khai thành công ở 28 tỉnh thành trên cả nước từ năm 2020. Với sự hỗ trợ kinh phí của Tổ chức Y tế Thế giới, Dự án Quỹ Toàn cầu và Dự án EPIC, kết quả trong 3 năm từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 11 năm 2023 đã ghi nhận hơn 27.700 kit test giao thành công cho các đối tượng đăng ký, gần 70% khách hàng có phản hồi về kết quả tự xét nghiệm, phát hiện 436 người có kết quả xét nghiệm HIV dương tính và 360 người được chuyển gửi thành công đến dịch vụ điều trị ARV. Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Dân, chuyên gia cao cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đánh giá cao hiệu quả của mô hình. Bà hy vọng việc Bến Tre triển khai website tự xét nghiệm.vn sẽ góp phần giúp cho nhiều đối tượng có nhu cầu xét nghiệm HIV được tiếp cận dịch vụ, góp phần nâng cao tỷ lệ người nhiễm HIV được biết kết quả xét nghiệm HIV của mình nói riêng và của toàn quốc nói chung. Khi mà triển khai cái trang web này thì chúng ta triển khai đúng vào cái dịp là đại dịch Covid. Thế cho nên là cái trang web này cũng đã đóng góp một cái phần rất là lớn cho cái khách hàng tiếp cận với xét nghiệm HIV trong cái bối cảnh là chúng ta có những cái hạn chế đi lại theo cái chính sách của nhà nước. Và giống như là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Mạnh có nói thì cho đến nay thì cái mô hình này đã được triển khai trên 28 tỉnh và Bến Tre là tỉnh thứ 29 và đã có những kết quả rất là đáng mừng. Và chúng ta thấy là cái tiếp cận online với cái test tự xét nghiệm mỗi tháng thì chúng ta phát ra được khoảng 1.200.000 cho đến 1.500.000 cái test, và đặc biệt là chúng ta tiếp cận được khoảng 50% số những người nhận test là các bạn mà 15 cho đến 24 tuổi, tức là cái nhóm rất là trẻ. Thứ hai nữa là cũng khoảng một nửa các cái số ca mà tiếp cận với xét nghiệm HIV qua cái trang web này là những cái bạn mà chưa bao giờ xét nghiệm. Thế thì có thể nói rằng là nếu mà chúng ta không có được những cái giải pháp như thế này thì chắc chắn là các cái bạn trẻ và chắc chắn là các cái bạn mà không muốn đến các cái cơ sở xét nghiệm, người ta không sẽ không được xét nghiệm. Và đặc biệt là cái hiệu quả của cái trang web này cũng rất là cao rồi. Mô hình tư vấn xét nghiệm ra mắt ở Bến Tre là thông tin vui đối với ngành y tế Bến Tre, đặc biệt là những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao như nam đồng tính, MSM, phụ nữ hoạt động mại dâm, nghiện chích ma túy. Mô hình giúp cho những người thuộc nhóm nguy cơ cao này dễ tiếp cận hơn với dịch vụ xét nghiệm mà không cần phải đến cơ sở y tế, tránh được tình trạng e ngại, sợ lộ danh tính, sợ bị kỳ thị. Theo đó, đối tượng muốn được xét nghiệm HIV chỉ cần đăng nhập vào website http://tự-xét-nghiệm.vn rồi đăng ký. Sau khi đăng ký thành công, đối tượng có thể đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để nhận kit test, xét nghiệm hoặc yêu cầu chuyển kit test về tận nhà. Đối tượng chỉ cần trả phí giao hàng. Test xét nghiệm này là xét nghiệm bằng dịch miệng nên rất tiện lợi, nhanh chóng. Trường hợp xét nghiệm có phản ứng, đối tượng cần mang kết quả này đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật hoặc cơ sở y tế đăng ký xét nghiệm xác định HIV, tư vấn hỗ trợ điều trị, dự phòng lây nhiễm cho người xung quanh. Thông tin đăng ký nhận test hoàn toàn được bảo mật. Hiện tại thì ra cái trang web này để mà tạo cho điều kiện cho các bạn mà trong cộng đồng á, để mà tiếp cận những cái bạn mà ngại đi đến những cái trung tâm xét nghiệm á, thì các bạn sẽ tự cái xét nghiệm tại nhà, thì đăng ký trên cái trang web nhận tại nhà rồi tự làm xét nghiệm, để mà các bạn có những các bạn mà không có đến cái cơ sở y tế thì các bạn muốn bảo mật thông tin này kia nọ và ngại ngùng gì đó thì các bạn có tiện lợi các bạn tới để các bạn đăng ký trên cái trang web để mà tự làm xét nghiệm tại nhà. Kết quả thì các bạn nếu mà kết quả có phản ứng với bệnh HIV thì các bạn sẽ đến trung tâm để mà làm khẳng định lại. Thì cái website này nó giúp ích cho em là có thêm nhiều kỹ năng hơn, nhiều thông tin hữu ích hơn và một số biện pháp để em có thể phòng hoặc tránh những cái
việc mà có thể xảy ra. Giúp cho em hoặc là cộng đồng biết trước được cái sức khỏe, tình trạng, cái nguy cơ của mình sau khi quan hệ với đối phương. Bên cạnh việc hỗ trợ miễn phí sinh phẩm, kit test xét nghiệm, trang web còn hỗ trợ tư vấn cho khách hàng về các kiến thức bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa lây nhiễm HIV, điều trị HIV, điều trị dự phòng lây nhiễm HIV bằng thuốc dự phòng PrEP. Tin rằng với những ưu điểm trên, mô hình sẽ được nhiều người biết đến, tham gia xét nghiệm, từ đây giúp người nhiễm HIV được sớm tiếp cận điều trị ARV, hướng đến cuộc sống khỏe mạnh, hạn chế lây nhiễm HIV ra cộng đồng, cùng với các tỉnh thành trên cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu kết thúc đại dịch HIV/AIDS vào năm 2030.